Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lý Tịnh. Dạ, con bạch sư, chỉ tu niệm thì có thể đắc Niết Bàn không ạ? Tu niệm mà mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì có đắc Niết Bàn nhé. Ví dụ như là vị đấy niệm thân, rồi vị đó thực hành viên mãn được cái niệm thân, rồi vị đó niệm về các cái sắc chân đế, rồi vị đó niệm được thọ, vị đó ghi nhận được thọ nó sinh, nó khởi, rồi là các cái nhân sinh nó sự hoại diệt, nó con đường đưa đến diệt tận nó. Các cái tâm cũng thế, thì nó niệm được tâm, ghi nhận được tâm. Thì tất cả những cái tâm này nó sẽ đi cùng với nhau. Ví dụ niệm nó không đi một mình bao giờ, mà chẳng qua là mình trong kinh đôi khi Đức Phật chú trọng đến tâm sở này, đôi khi chú trọng tâm sở khác. Niệm bao giờ nó cũng đi cùng với tín, rồi mới đi đến niệm, rồi là tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh, thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích tâm, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm và trí tuệ. Thì niệm nó sẽ đi kèm với những cái tâm đó, chứ không bao giờ nó đi một mình. Cho nên là nó cũng có, trong niệm nó cũng có định, trong niệm nó cũng có tuệ, để nó đi cùng với nhau. Cho nên là gọi là chánh niệm, bởi vì nó nổi trội hơn một chút, để lúc nào mình cũng ghi nhận. Nhưng mà trong lúc mình chánh niệm nó cũng có trí tuệ, quan sát. Trong lúc mình chánh niệm đấy nó cũng có nhất tâm, giữ tâm trên đối tượng. Nó đi cùng với nhau, nó chỉ nổi trội hơn các cái tâm khác một chút thôi. Cho nên có thực hành cái niệm này là rõ ràng là con đường đi đến Niết Bàn, không phải là không.